kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin bê bối đút lót 3,5 triệu đô la cho lãnh đạo dầu khí Việt Nam bị phanh phui. Bản tin ngày 5 tháng 10 của đài tiếng nói Hoa Kỳ cho biết, Bộ Tư pháp Mỹ đã nói rằng công ty ABM đã chi 3,5 triệu đô la để bôi trơn tại Việt Nam, chi 6,5% hoa hồng. Theo tài liệu của Bộ Tư pháp Mỹ, nhờ sự môi giới của một công ty trung gian Việt Nam, công ty ABM của Mỹ đã có được mối quan hệ kinh doanh và hợp đồng với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn trong giai đoạn 2013-2017. Công ty Amer Mỹ đã phải chi tiền đút lót cho cán bộ dầu khí Việt Nam thông qua đối tác trung gian với số tiền lên tới 3,5 triệu đô la. Đây là kết quả điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ đối với công ty Amer có trụ sở tại tiểu bang North Carolina. Công ty này đã đồng ý trả hơn 218 triệu đô la để dàn xếp cáo buộc hối lộ cho quan chức tại các nhà máy lọc dầu quốc doanh ở ba quốc gia như Việt Nam, Indonesia và Ấn Độ. Công ty Abemara đã chi 3,5 triệu đô la để bôi trơn tại Việt Nam. Tài liệu đề ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Bộ Tư pháp Mỹ nhận định rằng công ty Mỹ này đã thu lợi nhuận khoảng 98,5 triệu đô la từ việc đút lót cho các nhà máy lọc hóa dầu tại các quốc gia nói trên, trong đó 69 triệu đô la thu từ Việt Nam. Đồng thời cho biết đối tác trung gian ở Việt Nam là một công ty có trụ sở tại Việt Nam trong khoảng từ năm 2015 cho đến 2017. Công ty trung gian này đã được công ty của Mỹ thuê môi giới với tỷ lệ hoa hồng là 4,25%, nhưng công ty Mỹ đã chấp thuận tăng hoa hồng cho đối tác này lên 6,5% do phải chi nhiều hơn cho các quan chức chính phủ Việt Nam từ cấp thấp đến cấp cao. Trong các email thương lượng về số tiền hoa hồng giữa đại diện trung gian Việt Nam và đại diện của công ty Mỹ, công ty trung gian hứa sẽ ký được hợp đồng dài hạn với công ty lọc hóa dầu Bình Sơn và tập đoàn Petro Việt Nam quản lý, nhưng yêu cầu tăng hoa hồng để giành được công việc và cho biết cần hỗ trợ tăng hoa hồng lên tới 10%. Sau nhiều lần thương lượng, công ty của Mỹ đã đồng ý tăng hoa hồng từ 4,25% đến, đến 6,5%. Mặc dù bên công ty trung gian Việt Nam đòi trả 7% thậm chí 10% tiền hoa hồng. Một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Quảng Ngãi của Việt Nam. Được biết sau đó công ty Mỹ đã sử dụng công ty trung gian tại Việt Nam và các mối quan hệ của công ty này để chi tiền cho các quan chức của Petro Việt Nam. Qua đó giành được công việc kinh doanh tại nhà máy lọc dầu thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn hóa dầu nghi sơn. Một số nhà quan sát từ Việt Nam cho Thời báo chấm biết rằng phát hiện của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ về vụ tham nhũng ở Petro Việt Nam cũng như ở hai nhà máy lọc dầu lớn là Bình Sơn và Nghi Sơn chỉ là một số ít trong vô vàn các vụ việc quan chức Việt Nam nhận hối lộ từ các đối tác nước ngoài nhưng chưa bị phanh phùi. Việc các nhà đầu tư nước ngoài muốn đầu tư hay muốn trúng thầu từ Việt Nam thì phải lại quả phần trăm cho các quan chức ở Việt Nam là điều bắt buộc như một luật bất thành văn. Vào ngày 27 tháng 7 năm 2017, Đại tướng Hoa Kỳ khi đó cũng từng cho hay một hãng tin tình báo quốc phòng của Anh tiết lộ rằng các quan chức chính phủ Việt Nam yêu cầu đối tác Mỹ trả tới 25% hoa hồng cho các thương vụ mua bán vũ khí giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Quan chức Việt Nam đòi Mỹ lại quả từ các hợp đồng mua vũ khí Thông tin từ một nguồn tin quốc phòng Mỹ cho hay các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong một cuộc họp tại Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lãi quả bằng một phần tư tổng giá trị. Cũng theo nguồn tin này, các hợp đồng đã đột ngột dừng lại sau khi Việt Nam đưa ra yêu cầu đó. Nguồn tin quốc phòng Mỹ cho biết thông tin này tại một hội nghị triển lãm phòng thủ hàng hải Index được tổ chức ở Singapore vào 5 năm 2017. Trả tiền hoa hồng, lãi quả hay phí bôi trơn là điều rất phổ biến tại Việt Nam. Đây được coi là một hình thức hối lộ trá hình. Khảo sát về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào năm 2016 của phòng thương mại công nghiệp Việt Nam cho thấy khoảng 66% doanh nghiệp tại Việt Nam phải trả phí bôi trơn cho các quan chức để việc kinh doanh được thuận lợi. Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã xếp hạng Năm 2022, Việt Nam có chỉ số cảm nhận tham nhũng là 42 trên 100 điểm, đứng thứ 17 trên 180 nước, và vẫn nằm trong số các nước có nhiều tham nhũng hàng đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thể báo d với bản tin bê bối đút lót 3,5 triệu đô la cho lãnh đạo dầu khí Việt Nam bị phành phùi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đang tiếp bước kinh doanh bằng tiến sĩ dởm của Phùng Xuân Nhạ số lượng tiến sĩ ở việt nam đạt tới mức khủng hoảng thừa về số lượng được ví nhiều như lợn con song chất lượng tiến sĩ để hoàn toàn ngược lại đây là thực tế không thể phủ nhận một số luận án tiến sĩ đã từng gây bàn tán trong dư luận bởi đề tài nghiên cứu không có tầm và càng không có đóng góp thiết thực cho xã hội ví dụ như luận án tiến sĩ nghiên cứu giải pháp phát triển môn cầu lông cho công viên chức ở thành phố sơn la hay luận án tiến sĩ về đề tài áo ngực cho phụ nữ vân vân đã làm thấy những đề tài luận án tiến sĩ kiểu như vậy là vô tích sự gây lãng phí thời gian và công sức chẳng đem lại giá trị gì cho xã hội Việt Nam sẽ công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày theo bán tuổi trẻ vào ngày 27 tháng 9 với tiêu đề Việt Nam sẽ công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày bài này cho biết hàng loạt bằng tiến sĩ, thạc sĩ từ xa trực tuyến du học ngắn ngày trước nay không được công nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, dự kiến điều này sẽ thay đổi trong tương lai gần. Theo đó, vô số bằng tiến sĩ loại hình đào tạo từ xa có thể sẽ được công nhận tại Việt Nam khi Bộ Giáo dục và Đào tạo cho lấy ý kiến đóng góp trong một số dự thảo quy định về vấn đề này. Được biết, trước đây, các chương trình đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ trực tuyến kết hợp trực tiếp các trường đại học tại pháp thụy sĩ mỹ philippines v v là những bằng tiến sĩ không được bộ giáo dục và đào tạo công nhận bộ giáo dục và đào tạo từng khẳng định các chương trình này chưa được cấp phép tại việt nam nên bằng sẽ không được công nhận vậy mà theo dự thảo mới đang được thảo luận này tới đây có vô số bằng tiến sĩ với hình thức du học ngắn ngày này mà thực chất là bằng tiến sĩ dởm mua bằng tiền nhiều khả năng sẽ được công nhận tại việt nam điều này khiến cho nhiều người lo ngại về chất lượng thực tế của bằng tiến sĩ và cho rằng nếu công nhận bằng cấp cho các loại hình thức đào tạo từ xa trực tuyến sẽ dẫn đến nạn mua bán bằng cấp ngày càng nở rộ những bằng tiến sĩ đào tạo từ xa trước đây không được công nhận tới đây có thể sẽ thay đổi khi dự thảo quy định mới được thông qua câu chuyện trên khiến người ta nhớ tới việc thanh tra chính phủ công bố kết quả thanh tra việc đào tạo và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ tại Viện Hàm Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Việc này đã làm cho ông Bùi Nhật Quang, Viện trưởng Viện Hàm Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam bị kỷ luật tới mức chuất chức Ủy viên Trung ương Đảng. Kết quả thanh tra cho thấy, chỉ trong năm 2015, Viện Khoa học Xã hội đã cho ra lò tới 165 tiến sĩ với tốc độ đào tạo là một ngày 3 giờ 55 phút cho ra một tiến sĩ và trong 2 năm 2015-2016, viện này đã cho xuất lưới 700 tiến sĩ và 2.800 thạc sĩ với những đề tài tiến sĩ không biết dùng vào việc gì mang lại lợi ích gì. Được biết, các loại ấp tiến sĩ như việc kể trên là man phát đạt vì nó có sẵn cả một thị trường lớn đảm bảo. Đó là đề án 911 đào tạo tới 9.000 tiến sĩ với kinh phí lên tới 12.000 tỷ đồng vào ngày 16 tháng 11 năm 2017 khi đó nói về đề án 911, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tuyên bố tỷ lệ tiến sĩ hiện nay ở ta vào khoảng 21%, như vậy là quá thấp nên phải nâng tỷ lệ này theo đề án 911 là 35%. Nếu có 9.000 tiến sĩ trong đề án thì cũng chỉ mới đáp ứng được có 30%. Người sử dụng bằng giả ở Việt Nam là điều phổ biến. Để làm sạch đất nước này thì một trong những việc đầu tiên phải làm là bằng mọi cách phải loại bỏ ngay những quan chức mua bằng cấp để mà leo lên cao việc phải lôi tất cả các loại bằng tiến sĩ dởm ánh sáng phải truy tố những nhóm lợi ích kinh doanh mua bán bằng cấp ra tòa đừng quên rằng việc sử dụng bằng giả cũng là một hình thức tham nhũng những ai sử dụng bằng cấp giả có chứng cứ sai phạm cần phải bị kỷ luật để xử lý hình sự công luận nghi ngờ đương kim bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn kim sơn khi công nhận bằng tiến sĩ du học ngắn ngày chính là đang tiếp bước cho sự nghiệp kinh doanh bằng tiến sĩ dởm trước đây của ông Phùng Xuân Nhã Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin ngày hôm nay. Bộ trưởng Giáo dục Nguyễn Kim Sơn đang tiếp bước kinh doanh bằng tiến sĩ dởm của Phùng Xuân Nhã Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề